hai cái đâu tiêu hết cá rồi, lăn cái chừng lăn hai kìa, nó gớt chứ con chuột bự gì vậy, bự hay rồi nó văng nước luôn rồi. Ồ, bành cây luôn, mới vô có hàng nữa, hai cái được con, chụp được hai con nữa là ba con, bành cây. Có kia đâu? Cái kia mấy anh đó không chạy à? Đó, hai cái nó đi chia hai đó, đó hai ngã. Phải không, mình về về tới trễ không? Ở dưới hả? Về chạy ba cái cuối. Phải không? Hả? Dính lửa, cái của bà về không có dính. Không có hả? Cái này chắc lớp à. Rồi chắc lớp luôn. Dính lửa à. Rồi hai cái được con. Trời ơi, bỏ nhỏ xíu. Bát kìa. Mét. Mắt không đổ nữa. Chắc lớp luôn rồi. Rồi dính rồi nè. Lướt. Lướt con bành kia rồi. Chuột bự mà kẹt đuôi rồi. Xuống dưới luôn, bà xuống dưới luôn á. Thấy con bự gì á. Bự phải không? Chạy vậy? Rồi, dưới đó con không biết bự rồi. Nó là tung rồi tung đó. Bự không? Rồi, con bò gì á. Con lướt con trọng rồi. Thank you.
Rồi chắc lớt luôn rồi bơi. Lớt luôn rồi, bự đó ba. Rồi chín đó đó. Chị bá luôn phải không? Nước thì không bị khô mà. Đặt đó là nó tung xuống nước á. Yếu. Kéo lợp về sao ba? Ba con bự hả? Hai ba rồi. Trời còn kêu trong bụi nha. Rồi sập rồi, dính lứa rồi. Con lứa nhỏ xíu à. Đây nè. Lát quậy miệng lại đắng đó nha. Bự không hả? Bự. Ca đâu trời, 4 giờ chiều tới giờ. Chiều con đi đặt nè, ca rồi. Ca tới giờ luôn mà. 8 giờ rồi. Đây là lúa săn bắt chào các bạn nha. Sáng đi dở bay chuột các bạn. Mình vô cái đầu tiên các bạn ơi. Mình quay trả lời điểm cũ đặt bay chuột các bạn. Vẫn chét các bạn ơi. Rồi cái đầu dính chuột bự các bạn ơi. Ngính luôn các bạn ơi. Mới vô có hàng này. Rồi này dính con cũng lứa trọng của bạn ơi. Rồi hai cái được hai con các bạn. Hai con cũng bự các bạn. Rồi cái này mớm các bạn. Rõ này mớm luôn các bạn ơi. Quá trời được màu im luôn mà không ra các bạn ơi. Cái này dính lứa này.
dính chuột bự bạn ơi, lật gặp luôn. Cái này móm bạn. Giờ chính cho cuốn bự các bạn. Móm luôn các bạn. Ừ, cái này sảy luôn các bạn. Đặt ngay vẹo nữa các bạn, đừng ngon. Cái gặp nó lại đây luôn. Sảy luôn rồi.